phần hướng dẫn tính tổng hợp kinh phí hạng mục. Hiện nay chúng ta đang có một công trình và trong công trình này có một số công tác. Bây giờ muốn tính tổng hợp kinh phí hạng mục thì chúng ta nhấn vào suite tổng hợp kinh phí hạng mục. Với một công trình có nhiều hạng mục thì sẽ có nhiều các cái bảng tổng hợp kinh phí hạng mục như thế này. Và mỗi một bảng thì bao gồm có chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí máy thi công trực tiếp. Ngoài ra thì có rất nhiều các chi phí khác, ví dụ như là trực tiếp phí khác, chi phí chung, thu nhập miễn thuế trước, vân vân. Và đến cuối cùng là cái tổng cộng chi phí dự toán của công trình của từng hạng mục một. Hiện nay phần mềm dự toán dự thầu G8 đã có theo thông tư mới nhất của Bộ Xây dựng, đó là thông tư 05/2007. Ngoài ra thì phần mềm cũng hỗ trợ các thông tư cũ như là thông tư 04/2005. Và người dùng có thể tùy biến để mà chỉnh sửa lại thông tư. Và hiện nay đang có một số tùy biến đã làm sẵn cho khách hàng khi mà người dùng sử dụng, ví dụ như là thông tư 04/2005 nhưng mà bỏ cái chi phí lán trại đi. Hoặc là thông tư 04/2005 thêm chi phí an toàn giao thông để phục vụ cho ngành giao thông. Với phần mềm dự toán dự thầu G8 thì đã hỗ trợ cách tính tổng hợp kinh phí hạng mục cho cả ngành xây dựng, giao thông và thủy lợi. Hiện nay nếu mà để tính, chúng ta nhìn ở đây, ví dụ như chúng ta đang theo thông tư 05/2007 chuẩn của Bộ Xây dựng, thì ở đây chỉ có chi phí chung, thu nhập thuế trước, chi phí dựng trước thuế, thuế giá trị tăng, vân vân, đến chi phí lán trại và đến tổng cộng cuối cùng. Nhưng nếu chúng ta chuyển sang cái thông tư 04/2005 cho ngành giao thông thì chúng ta sẽ thấy có thêm một chi phí nữa, đó là chi phí đảm bảo an toàn giao thông. Đấy. Và hoặc là chúng ta chuyển sang một cái chi phí khác, đó là một cái chi phí mà bỏ lán trại đi, thì lập tức ở đây chương trình tính lại mà chỉ có chi phí chung, thu nhập chỉ thuế trước, chi phí xây dựng trước thuế, thuế và tổng giá trị dự toán của hạng mục. Ngoài ra thì chương trình còn hỗ trợ cho ngành thủy lợi. Một cái đặc trưng của ngành thủy lợi đó là nhân công thì họ tách riêng ra, đó là nhân công đất và nhân công xây lắp. Với nhân công đất thì mới định theo các cái đơn giá mới tương ứng với định mức 24/2005 hoặc là định mức 176/2007 thì nhân công đất được định nghĩa với mã là thường là mã AB. Và bây giờ chúng ta thử bấm sang bên tổng kinh phí hạng mục cho ngành thủy lợi thì đã có sự khác biệt ở đây. Chi phí trực tiếp bao gồm có chi phí vật liệu, chi phí nhân công xây lắp, chi phí máy thi công. Và ở đây có tính thêm một phần khác là chi phí trực tiếp khác trên chi phí trực tiếp. Thì được tính là 1.5% của vật liệu cộng nhân công xây lắp cộng máy. Hoặc có một số trường hợp lại là theo tỷ lệ phần trăm của nhân công xây lắp. Và ở đây đã thể hiện rõ cái chi phí nhân công đất thủ công gồm có chi phí trực tiếp và các cái chi phí trực tiếp khác trên chi phí nhân công đất thủ công đã hiển thị ở đây. Và với mẫu như thế này thì hoàn toàn đáp ứng được cho các ngành xây dựng, giao thông, thủy lợi cũng như là điện lực và viễn thông thì đáp ứng được toàn bộ. Theo mặc định thì theo cái thông tư 05 hoặc là thông tư 04/2005 hoặc là 05/2007 thì trong bảng tổng hợp kinh phí hạng mục thì đều không có hiển thị hệ số. Tuy nhiên chương trình cũng tuân theo cái mặc định đó là không có, chỉ có cột ký hiệu, cách tính và thành tiền. Tuy nhiên thì trong một số trường hợp người ta cần thể hiện cái hệ số thì chúng ta tích vào hiển thị hệ số ở đây. Thì đã chúng ta đã có thêm cột hệ số ở đây. Ví dụ như trực tiếp phí khác là 1.5%, thu nhập miễn thuế trước ở đây là hiển thị là 5.5%. Một vấn đề khác nữa mà hiện nay có rất nhiều doanh nghiệp đã áp dụng đó là cái họ không tính cái chi phí vật liệu bằng cách là tính theo đơn giá trực tiếp và chênh lệch giá vật liệu nữa, mà chi phí vật liệu đây được lấy trực tiếp từ định mức, sau đó thì từ định mức đấy nhân với cả giá của vật liệu hiện hành để ra được cái chi phí vật liệu. Với chương trình dự toán G8 chúng ta cũng có thể làm được như vậy. Rất đơn giản là chúng ta tích vào cái tính vật liệu theo tổng hợp vật tư.
Bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Chi phí vật liệu thì theo bảng tổng vật tư thì công thức của nó là ở đây hiển thị là bảng là tổng vật tư P24. Và bây giờ chúng ta quay trở lại tổng vật tư đây. Chúng ta kiểm tra P24 là gì? Chúng ta chọn hiển thị bảng đầy đủ. Thì ở đây sau khi chọn bảng đầy đủ thì chúng ta kiểm tra cột P. Cột P ở đây chính là thành tiền tương ứng với cả giá hiện trường, là giá cuối cùng đứng trên công trình. Và cột P24 đây chính là đây, thì chính là tổng giá trị vật liệu của công trình mà đã tính là với cái giá là giá hiện trường rồi. Chuyển sang tổng phí hạng mục thì chúng ta thấy rằng là với cái cách mà tích chúng ta tính vật liệu theo tổng vật tư đấy, thì cái vật liệu này được tính trực tiếp để định mức, sau đó nhân với giá thực tế của hiện trường thi công công trình. Nếu chúng ta bỏ cái tích vật liệu theo tổng vật tư đi thì kết quả sẽ hiển thị như lúc đầu là cái chế độ mặc định đấy, là cái đơn giá vật liệu trực tiếp này được lấy từ suất công trình mà Q20. Chúng ta trở lại suất công trình. Ở Q20, Q đây chính là cột thành tiền của vật liệu và 20 chính là tổng vật liệu của hạng mục thứ nhất này. Như vậy, với phần mềm dự toán G8 thì chúng ta có cái cách mà thể hiện cái vật liệu mà có thể là tính theo định mức trực tiếp hoặc là tính theo đơn giá và cộng thêm chênh lệch của vật liệu vào như truyền thống. Chúng ta quay trở lại cái thông tư của Bộ Xây dựng thì trong thực tế đây là cái thông tư mang tính chất hướng dẫn của Bộ Xây dựng đối với các doanh nghiệp. Tuy nhiên trong một số công trình có những cái chi phí mà nó phát sinh và họ phải tính riêng, không tuân theo thông tư của Bộ Xây dựng 100% mà chỉ là dựa trên thông tư của Bộ Xây dựng, sau đó thêm một số các chi phí khác vào, thì chúng ta sẽ xử lý thế nào? Hiện nay thì phần mềm dự toán dự thầu G8 có khả năng cho phép người dùng chỉnh sửa cái mẫu thông tư của Bộ Xây dựng, ví dụ như là thông tư 05/2007, chúng ta có thể sửa để thêm bớt một số chi phí nào đó. Để sửa thì chúng ta nhấn vào nút sửa thông tư Bộ Xây dựng ở dưới, hoặc chúng ta vào công cụ chỉnh sửa thông tư của Bộ Xây dựng ở trên. Tuy nhiên thì có lẽ cái cách thứ nhất là cách bấm ở đây thì tiện hơn. Chúng ta bấm thử. Khi bắt đầu mở lên thì chương trình mở cái file thông tư .excel ra để mọi người có thể sử dụng. Thì ở đây bắt đầu vào thì vào chúng ta vào ngay cái trang hướng dẫn là hướng dẫn cái cách tạo mẫu. Thì xin mọi người cố gắng là đọc kỹ một vài cái hướng dẫn rất là ngắn gọn như thế này để mà chỉnh sửa thông tư cho nó đúng. Ví dụ như các mẫu chưa tính được tính từ dòng bắt đầu đến dòng kết thúc trên cột đánh dấu. Chúng ta xem thử một thông tư. Ở đây là cột đánh dấu và mẫu được tính từ bắt đầu và đến kết thúc. Chúng ta có thể chèn một dòng nào đó, chúng ta có thể thậm chí chúng ta có thể chèn một dòng vào đây. Sau đó thì chúng ta đổi vị trí bắt đầu lên phía trên cũng được. Hoặc là sau những cái ở giữa này chúng ta có thể chèn bất kỳ một cái chi phí nào đó vào giữa này cũng được. Đây. Cái điều thứ hai là chúng ta có thể thêm hoặc là xóa bất kỳ một dòng nào tính từ bắt đầu đến kết thúc. Có nghĩa là như thế này, chúng ta có thể bỏ một chi phí, ví dụ như chi phí lán trại đây, chúng ta xóa một cái chi phí này đi cũng được. Đấy. Cái hướng dẫn thứ ba là tuyệt đối không được thêm hay xóa bất kỳ một cột nào. Ví dụ như ở thông tư 05 này, chúng ta nháy phải vào cột D, chúng ta chọn insert như thế này thì không được, bởi vì cái mẫu của chương trình là chỉ có một số cột cố định mà không cho phép chèn thêm cột. Hiện nay thì chương trình đã định nghĩa sẵn một số mẫu, thông tư 09/2000, thông tư 04/2005, thông tư 04/2005 bỏ lán trại, hoặc là của cho ngành giao thông, hoặc là thông tư mới nhất là thông tư 05/2007. Thế ngoài ra thì người dùng có thể tự tạo thêm các cái thông tư bằng cách là mỗi thông tư chúng ta thêm vào đây một switch, bằng cách nháy phải vào đây, sau đó insert một switch nào đó, và chúng ta copy cái mẫu ở bên thông tư đã có sẵn để mà sang bên mẫu mới để chỉnh sửa.
Và sau đó thì chúng ta thêm, trong số tự này chúng ta sẽ thêm một cái mẫu nào đó ở đây và đặt tên cái mẫu thông tư cho nó đúng. Suite thứ mấy tính từ trái qua phải. Ví dụ đây là 1, đây 2, đây 3, đây 4, vân vân. Và cái nội dung thông tư thì chúng ta ghi rõ ở đây để cho sau này chúng ta xem lại cho nó dễ. Bây giờ chúng ta đi thử chỉnh sửa một cái thông tư, đó là thông tư mới nhất là thông tư 05/2007. Với giả thiết rằng là công trình của một đơn vị thi công, họ trong quá trình thực tế thi công họ cần một số chi phí khác và họ phải tính chiết tính dự thầu hoặc là tính tổng kinh phí của công trình mà có tính những cái yếu tố chi phí khác đó. Giả sử như bây giờ sau chi phí lán trại chúng ta thêm một chi phí khác nữa. Bây giờ chúng ta chọn insert một cái dòng vào. Chúng ta đặt tên của nó là chi phí lán trại, chi phí khác. Chúng ta gõ tiếng Việt cho nó dễ. Chi phí khác. Chúng ta đặt ký hiệu của nó là ký hiệu ở đây là chi phí khác viết tắt. Hệ số ở đây giả thiết rằng là 0,015. Giả thiết là tức là đây là 0,015. Có nghĩa là 15%. Ô thành tiền ở đây, ô thành tiền ở đây thì chúng ta định nghĩa thành tiền của chi phí khác giả thiết rằng là bằng chi phí xây dựng trước thuế mà nhân với cái hệ số này, thì chúng ta gõ một công thức bằng cái hệ số này nhân với cả chi phí xây dựng trước thuế đây. Enter. Cách tính thì ở đây chúng ta gọi ký hiệu là G nhân với hệ số, thì chúng ta gõ chữ G nhân hệ số. Ở đây cái mã hệ số thì chúng ta không cần thiết bởi vì cái mã này là dùng cho chương trình thôi. Ghi chú, chúng ta có thể ghi chú ở đây là hệ số khác. Và cái chi phí chúng ta mới thêm vào là chi phí khác đây, nó cũng thỏa mãn điều kiện là nằm từ bắt đầu đến kết thúc. Đấy. Bây giờ chúng ta để cái chi phí khác này với phông chữ là không in nghiêng như thế này. Để hướng dẫn cho chương trình là đặt cái phông chữ là thẳng như thế này. Bây giờ chúng ta xếp cái thông tư 05 này lại. Sau đó chúng ta đóng cái cửa sổ Excel lại. Bây giờ chúng ta kiểm tra chương trình. Tất cả các chi phí trực tiếp, chi phí chung vẫn như thế. Tuy nhiên đến cuối cùng chúng ta có một chi phí là chi phí khác, với cái công thức là G nhân 0,15. Hệ số là 0,15 và công thức của nó là sẽ bằng cái G22. G22 mà nhân H18. Ở đây G22 thì chúng ta hiểu rằng là cái hệ số này mà nhân với cả H18 thì còn H đây, thì chúng ta nhìn đây, H18 chính là chi phí xây dựng trước thuế, thì đúng với cả cái ý định của chúng ta trước khi mà khi mà chúng ta định nghĩa một cái mẫu. Ở đây chúng ta thấy là cái chi phí khác có thể hiện con số mà đã được tính ở đây. Tuy nhiên thì vừa rồi thì tôi cố tình là không cộng cái tổng cộng này vào với cái chi phí khác. Điều đó thì có vẻ như là hơi vô lý. Và bây giờ chúng ta chỉnh lại một lần nữa. Cái chi phí này đang là H7 cộng H8, có nghĩa là chỉ là chi phí xây dựng sau thuế cộng với chi phí lán trại và thiếu mất cái chi phí khác này. Vậy bây giờ chúng ta có thể là chúng ta chỉnh thêm, chúng ta chỉnh cái công thức này mà cộng với cả H9 này. Thì bây giờ chúng ta kiểm tra lại. Tổng cộng bằng trước thuế cộng chi phí lán trại và chi phí khác. Ngoài việc chỉnh cái tổng cộng này ra, bây giờ chúng ta có thể chỉnh lại cái phông chữ này để hướng dẫn cho chương trình. Với cái chi phí này chúng ta có thể đặt là nghiêng, bâu và nghiêng. Sau đó chúng ta đặt một cái phông chữ không phải phông thường mà là phông hoa chẳng hạn, với cỡ chữ nhỏ hơn một chút. Đây, cố tình cho một cái phông nó khác đi một chút để cho dễ phân biệt. Chúng ta xếp cái mẫu này lại, đóng lại. Và bây giờ chúng ta kiểm tra thì trước tiên chúng ta kiểm tra về mặt hình thức. Thì cái mẫu chi phí khác được đặt tên, được đặt một cái phông đậm hơn và nghiêng. Thì cả cái dòng này sẽ đậm và nghiêng. Ngoài ra cái tổng cộng này đã được cộng với cả dòng H22.
H22 chính là cái chi phí khác ở đây. Tuy nhiên có một số người sử dụng sẽ hỏi rằng là nếu mà trong trường hợp mà tôi sửa cái mẫu này, tôi chót sửa nó bị sai rất nhiều rồi thì làm thế nào để mà quay trở lại cái bộ mẫu chuẩn của chương trình. Thì có 3 cách. Cách thứ nhất là chúng ta lại vào cái sửa thông tư này để chúng ta sửa như ban đầu. Tuy nhiên có thể là một số ý kiến sẽ cho rằng là tôi không nhớ cái ban đầu như nào để tôi sửa. Vậy thì cách thứ hai, chúng ta có thể lấy đĩa CD-ROM ra và trong đĩa đấy có cái phần cập nhật và chúng ta chạy cập nhật để chương trình sẽ cập nhật lại toàn bộ những cái mẫu cũ của chương trình. Cách thứ ba là cách đơn giản nhất và cách dễ nhất, thì chúng ta sẽ đóng cửa sổ dự toán lại và chúng ta vào trong MyComputer, chúng ta vào cái ổ C thư mục G8 hoặc ổ D tùy theo lúc cài chúng ta để ở đâu. Sau đó chúng ta vào thư mục dự phòng. Trong thư mục dự phòng thì chúng ta có cái thông tư, file thông tư .excel và chúng ta có thể là copy. Sau đó chúng ta trở vào thư mục cấu hình và chúng ta paste, đè lên cái, chúng ta chọn yes để chúng ta đè lên cái thông tư này, thì chương trình sẽ hiểu rằng là có cái thông tư mới và lúc đó chúng ta chọn lại thông tư và chương trình sẽ tính lại theo cái thông tư mà chuẩn vừa rồi. Như vậy là với phần mềm dự toán dự thầu G8 thì ngoài cái việc cập nhật toàn bộ những cái thông tư chính sách mới nhất của nhà nước, của Bộ Xây dựng, thì phần mềm có cho phép người dùng có rất nhiều các cái mẫu để phục vụ cho các ngành khác nhau, ví dụ như là ngành xây dựng, ngành giao thông, thủy lợi, và tất nhiên là với bên điện lực và bên viễn thông thì cũng vẫn dùng được như bình thường. Ngoài ra thì người dùng có thể tùy biến sửa chỉnh sửa cái mẫu thông tư của Bộ Xây dựng để cho nó phù hợp với cái tình hình thực tế, tính toán với các cái chi phí khác của doanh nghiệp mình, và có thể là tính tính cái chi phí vật liệu theo định mức hay là tính theo đơn giá cộng với cả chênh lệch vật tư thông qua cái chức năng là vật liệu theo tổng vật tư này. Chúc các bạn may mắn.